Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí Cbiz. Hôm nay sẽ là những tin tức nào đây? Trước khi đến với những tin tức ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Và bây giờ sẽ là tổng hợp những tin tức thú vị ngày hôm nay. Sau gần một tuần kể từ khi nổ ra scandal trốn thuế bị phạt tiền bạc triệu thì Đặng Luân đã có động thái đầu tiên, nhiều khả năng sẽ trở lại với màn ảnh thân thương. Trên các nền tảng phim thì netizen để ý cái tên Đặng Luân đã chính thức trở lại, không còn bị xóa sổ như trước nữa. Giờ đây Hương Mật Tựa Khói Xương, Nghìn Lẻ Một Đêm đều đã có nam chính trở lại. Trước thông tin tên của Đặng Luân trở lại với các dự án phim, khán giả lại có phản ứng khá tích cực. Không ít netizen cảm thấy vui mừng vì Đặng Luân có dấu hiệu tài xuất chứ không hoàn toàn mất tất cả, bị phong sát. Trước đó còn có thông tin scandal lần này của Đặng Luân là một thuyết âm mưu, vì phải đến tận buổi tối trước khi scandal nổ ra, Đặng Luân mới biết những vấn đề thuế của mình. Chính sự tắc trách của phòng làm việc đã đẩy ngôi sao sinh năm 1992 vào bước đường cùng, rớt đài chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Trước mắt thì vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Đặng Luân sẽ trở lại làm việc đóng phim như bình thường trong tương lai gần. Việc có tên trở lại trong các sản phẩm phim là một ưu ái lớn so với nhiều đồng nghiệp từng bay màu trước đó như Phạm Băng Băng, Triệu Vy hay Trịnh Sảng. Mặt khác thì người hâm mộ của dự án phim Dạ Lữ Nhân hay thậm chí Vũ Trụ Cung Đấu Như Ý Chuyện đã có thể nhẹ nhõm một chút vì nam diễn viên không hoàn toàn bị cấm cửa hoạt động. Vấn nạn hút thuốc tại chốn đông người, đặc biệt là trên phim trường, dường như chưa thể được dập tắt triệt để. Gần đây vừa có thêm một nam diễn viên ngang nhiên làm điều này ở trường quay mới, vô tư đến mức làm mất điểm hoàn toàn trong mắt khán giả. Và người đó chính là Trương Bân Bân, nam diễn viên đang tham gia ghi hình cho phim cổ trang mới. Trong clip ghi lại anh tập kiếm cùng dàn quần chúng hùng hậu, tuy nhiên trong lúc mọi người đang tập luyện chăm chỉ thì nam chính Tư Đăng lại đứng đó thong dong phì phèo khói thuốc. Đang nói thì nam diễn viên lại đang hút thuốc lá điện tử chứ không phải loại điếu truyền thống. Phản cảm hơn nữa, Trương Bân Bân còn dùng thuốc lá điện tử của mình để tập luyện thay cho kiếm đạo cụ của đoàn làm phim. Khi thấy thuốc lá đã hết, nam diễn viên còn ra hiệu trợ lý thay giúp. Hiện tại thì loạt hành vi khiếm nhã nơi công cộng giữa lúc quay phim của Trương Bân Bân đang bị khán giả quay lưng lên án tẩy chay. Từ sau Tư Đăng, Trương Bân Bân đã có thêm lượng fan hùng hậu nhờ diễn xuất tốt, phản ứng hóa học đỉnh cao với cảnh điềm cùng ngoại hình nam tính điển trai. Tuy nhiên, hành vi hút thuốc vừa qua trên phim trường cổ trang của anh đã hoàn toàn dập tắt mọi nỗ lực tình yêu thương của khán giả vừa mới được vun đắp. Hiện tại thì phía Trương Bân Bân vẫn chưa có phản hồi về vụ việc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo.